xin chào các bạn và các anh chị đã quay trở lại với kênh đầu bếp chứng khoán lại tiếp tục là bình đây thì mình sẽ tiếp tục là chia sẻ cho mọi người về thị trường rồi xin chào mọi người nha xin chào mọi người và chúc mọi người một buổi chiều à, cuối tuần thật là vui vẻ thì đây mình sẽ tổng hợp lại thị trường một tí thì các bạn và các anh chị thấy lịch là về thị trường ngày hôm nay thì chúng ta là gần như là trong toàn buổi sáng chúng ta là có một cái hiện diện sắc xanh và mình nghĩ là mọi người cũng rất là hào hứng với cái thị trường mà tăng điểm như thế này, hả mình nghĩ là sau trong đêm qua, đó đêm trước nữa mọi người thấy là à, chứng khoán Mỹ cũng tăng này, đó. sáng ra thì mình nghĩ là đó là một chứng chứng tỏ Một sự hứng phấn của thị trường à, vẫn tiếp tục tăng và kết phiên ngày hôm nay thì mình thấy là có một hai cái điều mình thấy là chúng ta cần chú ý thôi, đó là sắc xanh giữa VN10 và index của mình nó trái ngược nhau một một tí, đó thì thấy là thị trường ta đóng cửa ở đâu đó là giảm 1,75 điểm và tương đương là 0,16% và cái thanh khoản của chúng ta được tăng lên rất là mạnh mình nghĩ là thanh khoản ngày trong cuối tuần này rất là mạnh và cũng kèm theo là cơ cấu quỹ đó là 22.425 tỷ được giao dịch với nhau và kết phi thì em thấy là dù là trong ngày hôm trước nữa nha các anh chị bạn và ngày hôm nay thì mình thấy là À, dù là thị trường giảm rất là ít giảm rất là ít nhưng à, có 170 mã tăng 3 mã tăng trần thì trong đó nó có tới tận là 258 mã giảm và 9 mã giảm sang đó, và có 54 mã đứng giá thôi thì các bạn thấy là ngược lại với lại Vindex chúng ta là vn 10 cũng có một cái tăng nhẹ thôi đó là 0,49 điểm tôi đưa với 0,04 phần trăm và 8 mã tăng và trong đó thì thấy là có hai mươi mã giảm, hai mã đứng giá, đó, đứng giá thì có MBB, rồi VIT, hai mã đứng giá. Còn các mã tăng thì có có là ACB, Hòa Phát, rồi FPT. Đó. Thì như vậy thì mình đánh giá là ngành thép vẫn là một cái dòng khá là tích cực. Và ừ. chúng ta nhìn về thanh khoản của thị trường thì thấy là hôm nay thì thanh khoản gần như quá đột biến. Trong ngày hôm trước thì À, ngày hôm qua đó thì các bạn và các anh chị thấy thanh khoản đâu đó khoảng có 13.000 tỷ thôi đó 13.000 tỷ thôi thì hôm nay tới 22.000 tỷ thì thấy là gần như là rất là đột biến rồi đúng không không chối cãi được cái chuyện đó rồi các bạn thấy không trên đồ thị thì thấy rất rõ rồi rồi à, về tự doanh thì giờ này thì mình nghĩ là chưa cập nhật trong cái buổi chiều ngày hôm nay mình làm cũng hơi là tầm ở khoảng 4 giờ nha các bạn 4 giờ 17 phút nè à, và nước ngoài thì các bạn phải anh chị thấy là nước ngoài cũng tranh thủ lắm <laughs> tranh thủ lắm là mua à, mình nghĩ là mua như vậy thì cũng làm cho các anh chị cũng phấn theo và Rồi sau đó thì cũng có một cái cú đạp Thì như vậy thì nước ngoài thì các bạn chỉ tham khảo thôi. Đó là đâu đó mua 473 tỷ. VND được mua rồng khá là mạnh nè, Hòa Phát, STB, EB, Nam Long và RI trong cái chiều bán thì mình thấy là có bán Vinamilk, Tiên Phong Bank và Công Thương. Rồi các biến động thì các bạn và các anh chị thấy là Vietcombank là một trong những cái cổ phiếu vượt đỉnh thì tiếp tục là một cái duy trì một cái sắc xanh đó và tắt đóng góp trong thị trường là 1,76 điểm rồi STB Hòa Phát BCM SSI uh, NHB FPT ACB đóng góp trong một cái đà tăng ngược lại thì em thấy là có SAB rồi công thương Vinhome Gas BLX uh, Vi bank GVR và Vietjet đóng góp trong một cái chiều giảm rồi à, chúng ta cũng sẽ nhìn vào à, tí Và các bạn thấy là trong ngày hôm nay thì uh, các uh, nhóm thì có sự phân hóa về cuối phi mình nghĩ là có sự phân hóa khá là nhiều ha. Đó. Và trong buổi sáng mình thấy thị trường rất là tăng rất là mạnh. Tăng rất mạnh những cái nhóm chứng khoán này gần như tăng cũng rất là tốt vào cuối phiên chiều. Mình nghĩ là gần vào đầu phiên chiều á thì chứng khoán tăng rất là tốt. Nhưng mà tới giờ này thì đóng phiên thì mình thấy là một cái đ... chứng tỏ thì mình thấy là có một sự chốt lời rất là rõ ràng đối với cái nhóm chứng khoán rồi những cái dòng bất động sản nè mình thấy là cũng có một cái sự chốt lời rất là rõ ràng ha rồi ngân hàng ngân hàng thì phân hóa rất là mạnh ha. rồi dòng thép ừ. thì cái dòng chứng khoán thì mình thấy là tiền vào rất là nhiều nhưng mình thấy là một cái lực chốt lời cũng tương đối rồi ngân hàng đó đoạn này các bạn thấy là nhớ những cái nhóm chủ lực có dòng tiền rất là nhiều đó. rồi như bất bất động sản nè rồi xây dựng nè rồi thép nè, rồi những cái hàng công nghiệp. Rồi, à, trong cái um, cuối phiên hôm nay, Đúng không? Cuối phiên hôm nay thì các bạn thấy là um, có những cái đề xuất, mình nghĩ là có những cái đề xuất của uh, thông tin của chính phủ, bạn thấy là khẩn trương. đề xuất gói uh, tín dụng 10.000 tỷ, 10.000 tỷ để hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất này. À, chế biến à, lâm sản thủy sản và các gói tín dụng hỗ trợ trong các lĩnh vực cần thiết thì các bạn thấy là đó là những cái à, chúng ta cần nhất thiết phải nhìn nè đúng không rồi cũng như là chúng ta thấy là ngân hàng hạ Hà lãi suất à, ngân hàng hạ Hà lãi suất rồi những à, phép thì chúng ta thấy là nâng tiếp tục là nâng cái à, vẫn chưa có gọi là hạ lãi suất à, vẫn tiếp tục là lãi suất những cái mà tăng lãi suất như vậy thì các bạn thấy là những cái tỷ giá thì Việt Nam đồng đó, và USD hiện thấy là có những cái sự đối lập nhau thì như vậy nếu mà bạn thấy là nếu mà đô vẫn tiếp tục tích cực tăng như vậy thì à, khả năng hiện thấy là những cái nhóm mà à, xuất khẩu như à, thủy sản rồi vận tải thì như vậy thì bạn thấy là cũng sẽ tích cực hơn đó, thì mình nghĩ là sẽ chú ý được cái nhóm ngành đó, đó và những cái nhóm ngành đó mình nghĩ là nó vẫn à, có những cái cơ hội không và chúng ta cần đi vào những nhóm ngành này và chúng ta cần chi tiết hơn và mình nghĩ là nếu mà chúng ta phân bổ thì các bạn các anh chị mình nghĩ là nó cũng khá là nhiều cái mình nghĩ là nhiều đó, nhiều um, cổ phiếu trong cái nhóm ngành này thì các anh, chị, các anh chị phân bổ tiền thôi bây giờ chủ yếu là chúng ta phân bổ tiền như thế nào và chọn một thôi đúng không đó thứ nhất là vần... khi mà có những cái xuất khẩu tốt thì các bạn thấy là cũng có cảng biển thì có cảng biển rồi chúng ta cũng có những cái vận tải đó thì chúng ta cần nhìn vào những cái nhóm này đó mình nghĩ là những cái nhóm mà đã tăng mạnh trong thời gian vừa qua như là dòng chứng khoán thì chúng ta nó cũng nghĩ tới những cái chuyện chúng ta cần chút lời đó thì chúng ta review qua thị trường một tí rồi ở đây thì các bạn thấy là về thị trường thì chúng ta có nhìn nhận với thị trường như thế nào Rồi, về mặt ngắn hạn các bạn thấy là thị trường ha về mặt ngắn hạn thì các anh chị các bạn thấy là trong những cái đoạn trước đó, thì thấy là với cái đà này mình nghĩ là đã tăng lên đúng không đã tăng lên về mặt ngắn hạn của thị trường. À, thì ở đây mình nghĩ là với những cái phân kỳ, đó, cái phân kỳ mình đã thấy được trong cái, cái cái phần kia rồi. Nhưng mà đối với nhìn 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 về phân kỳ MACD, đúng không? Thì các bạn thấy nè. Bây giờ mình cũng không có diễn giải về các bạn ngắn hạn nữa rồi. Thì chúng ta là về em phân kỳ MACD nó đã có là bạn thấy không? Đó. đó. Ở đây, bạn ha, bạn sẽ thấy được như thế này phân okay. kỳ rồi cái uh, phân kỳ ở đây về MACD đúng không các bạn thấy rất rõ nha thì như vậy thì em thấy là thị trường có khả năng với điều chỉnh và MACD nó cũng cắt xuống như thế này nè mình nghĩ là nếu mà chỉnh nữa thì nó cũng sẽ chỉnh một đoạn nữa đâu đó MACD nó cắt xuống dưới đây đúng không về cân bằng ở đây rồi uh, về cơ bản thì các bạn thấy là như mình có nói về ở đây thì nó sẽ nâng được cái đường hỗ trợ lên đó. và chúng ta thấy là gần như là tích lũy thôi mình nghĩ là thị trường ta tích lũy về mặt ngắn hạn nó trong biên thì cái khả năng nó tới những cái vùng này các bạn thấy không nó không vượt tiếp tục thì nó sẽ có nguy cơ điều chỉnh mà điều chỉnh thì các bạn thấy là mất qua 1020 này mà thấy là nguy cơ và em thấy là những cái em may ở đây và những cái hỗ trợ ngắn thì mình thấy là đâu đó ở những cái vùng 1090 cho tới vùng 1093 thì đó là những cái hỗ trợ của thị trường mình nghĩ lúc đó thì các bạn và các anh chị nên xem xét với thị trường có những cái vùng đó ha với thị trường thì như mình có nói về mặt ngắn hạn thì các bạn thấy là nó cũng đang diễn biến gọi là có những cái phân kỳ đúng không các bạn và cái gì thấy là đây là cái sự phân kỳ về mặt tín hiệu về mặt daily Đó, nó có những cái tín hiệu phân kỳ và cái vùng hưng phấn của thị trường như mình thấy buổi sáng tăng lên như thế này các bạn thấy không nó tạo ra những cái mình không biết ở đây gọi là cái gì nhưng mà đây bạn thấy là nó tạo ra những cái sự phân kỳ đúng không phân kỳ và cũng như là cái sự hưng phấn của thị trường cũng rất là ở mức rất là cao cho nên là cần cảnh báo với anh chị các bạn thì mình liên tục chia sẻ với mọi người những cái đoạn này à, như là nhất quá tam phải không đó và có sự, sự phân kỳ à, và trong ngày hôm nay mình có thấy được những cái phân kỳ MC, mcd nữa thì các bạn thấy là cũng là một cái những cái ro về cảnh báo về mặt ngắn hạn thì các bạn biết rồi thì về xu hướng thì mình nghĩ là nó không thay đổi gì cả nó không thay đổi gì hết chỉ có cái là về mặt ngắn hạn thì nó tăng quá nóng hưng phấn quá cao thì cho nên là và đi vào vùng quá mua À, thì cho nên là mình nghĩ là nó sẽ có những cái nhịp điều chỉnh về mặt ngắn mà thôi à, chủ yếu là sau những cái nhịp điều chỉnh này thì các bạn thấy là thị trường sẽ có những cái sự phân hóa và cũng như là à, dòng tiền nó sẽ gọi là dịch chuyển qua những cái nhóm ngành khác có nghĩa là chú thấy là à, khi thị trường đã tăng ở một cái mức cao thì khi thị trường lúc đó nó sẽ có những cái sự dịch chuyển về tiền ừ. ở những cái nhóm cổ phiếu khác nhau thì trước đó các bạn và kênh chỉ thấy là những cái nhóm mà về Benny và moscap nó tăng rất là mạnh thì cho nên là khi mà dòng tiền dịch chuyển như thế này thì có thể là dịch chuyển qua nhóm nào thì chúng ta cũng sẽ review qua. Đó. Thì như mình có nói thì những cái về hỗ trợ gói 10.000 tỷ cũng như là những cái về mặt lãi suất thì các bạn sẽ thấy được là những cái nhóm ngành mình nghĩ là những cái nhóm ngành như là thủy sản, vận tải, vận tải, cảng biển sẽ là một trong những cái nhóm ngành tiếp theo mà chúng ta cần lưu ý. Đó. Còn và sắp tới thì chúng ta cần chú ý nữa là thị trường của chúng ta sẽ có những cái báo cáo bán niên nên là mình nghĩ là sẽ có những cái cần cái cẩn thận hơn rất là mình nghĩ thị trường ở nằm ở vút nền đó thì cái rủi ro nó cũng không có bao nhiêu nhưng mà khi nó tăng lên ở cái mức cao thì các bạn cần cảnh giác hơn đó thì mình nghĩ là sau một cái nhiều điều chỉnh này và bây giờ chúng ta cần quan sát à, thị trường có phá vỡ ở vùng 113 1113 này hay không để tiếp tục điều chỉnh nữa hay không đó thì với đoạn này mình nghĩ là thị trường chúng ta nó cũng bớt đi cái đà hưng phấn thì gần như là nó không chỉnh, nhiều khi nó không chỉnh nhiều mà nó lại các cổ phiếu trong nếu các bạn mà các anh chị nắm mua sai những cái cổ phiếu sai nhịp á nó cũng sẽ rủi ro cho các anh chị và bạn thôi. đó nhưng mà thị trường nó cũng về điểm số mình nghĩ nó không chỉnh nhiều, nó không thay đổi gì nhiều luôn á. Đó. Đó, tại vì các bạn như mà thấy là à, trong các uh, V 50 thì có những cái cổ phiếu mình nghĩ là nó đã điều chỉnh rất sâu và chiết khấu rất là tốt. Như các bạn thấy là bây giờ những cái cổ phiếu VN10 nó có thể thay đổi, nó có thể tăng lên trở lại thì có thể là làm cho các anh chị và các bạn những cái cổ phiếu trong VN10 này đó nó không có bị gì hết các bạn. Không, index mình nó không thay đổi điểm số luôn. Nhiều khi là nó có vẫn thay đổi thay đổi như các bạn thấy đó. Những cái cái cổ cổ phiếu trong thị trường đó. không có nhiều điểm hết nhưng mà các cổ phiếu giảm rất là nhiều. Đó, cho nên là mình nghĩ là trong giai đoạn tới các bạn lưu ý rất là nhiều về thị trường ha. ơi à, và những cái nhóm ngành mình nghĩ là vẫn còn tích cực như là cái nhóm ngân hàng nhóm ngân hàng mình nghĩ là vẫn còn à, thì mình nghĩ là nó sẽ có một cái nhịp chỉnh một tí thôi giống như các bạn thấy là những cái cổ phiếu như mình có thấy được những cái cổ phiếu như Techcombank vẫn có khả năng nó bị điều chỉnh một tí đó, và xu hướng của nó vẫn lớn vẫn còn tăng được ha mình nghĩ là xu hướng nó vẫn còn tăng được cho nên là mình nghĩ là nó sẽ điều chỉnh cho nên là mình nghĩ là nhóm ngân hàng sẽ là một trong cái nhóm mà chúng ta cần để ý nếu có nhịp điều chỉnh ở VB chẳng hạn mình nghĩ là nếu mà có những cái nhịp điều chỉnh về đâu đó quanh ở cái hỗ trợ 22 22.5 22 22.5 22 mình nghĩ là sẽ là cái cơ hội cho các anh chị và bạn ha à, rồi như là những cái cổ phiếu như mà BB cũng vậy ha Mình nghĩ là nó có một cái nhịp chỉnh đâu đó về 19 đó, tầm tầm 18.5 19 thì mình nghĩ là sẽ đâu ok cho các bạn và anh chị vào sau à, Thế công bằng như vậy ha đó còn những cái nhóm mà chứng khoán đó. những cái nhóm chứng khoán thì mình nghĩ là nó đã uh, chạm vào những cái vùng kháng cự rất là mạnh rồi đúng không đây là mình thấy là những cái cái tại vì bây giờ các bạn và các anh chị thấy là gì cái nhóm chứng khoán nó không còn hấp dẫn nữa rồi đó thì cho nên là cũng thấy là đã có một cái giai đoạn hồi phục À, rất là rõ nét đối với cái nhóm chứng khoán rồi cho nên về mặt ngắn hạn thì các anh chị thấy là những cái biên cũng cái dòng chứng khoán này nó không sẽ không nhiều nữa và cái nguy cơ nó điều chỉnh rất là cao à, nó phải điều chỉnh và nó sẽ mất rất nhiều thời gian để tích lũy trở lại thì cho nên là à, những cái nhóm ngành sắp tới thì các bạn sẽ thấy được là gì cái cơ hội của chúng ta nó không phải là những cái nhóm ngành chứng khoán nữa à, nó không phải là nhóm ngành chứng khoán nữa mà có thể là những nhóm ngành khác à, thì cho nên là mình thấy là gì À, những cái dòng chứng khoán thì các bạn có thể canh chốt lời mình nghĩ là những cái cổ phiếu như là như hôm nay mình có chốt lời những cái vùng này thì mình nghĩ là để muốn tăng nữa thì cổ phiếu SI này nó cũng phải có một cái nhịp chỉnh và tích lũy để tiếp tục đi lên đúng không thế, cho nên là mình nghĩ là các bạn nên chờ ở những cái 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 điểm mua phù hợp hơn còn các anh chị các bạn nào có thì mình nghĩ là uh, hiện tại thì nó cũng chưa vi phạm gì cả nhưng mà nó có thể là ok các bạn nào nắm giữ dài thì mình nghĩ là nó sẽ một cái vị thế khác đúng không còn với ngắn hạn thì ta tham gia thì mình nghĩ là chưa à, VND cũng vậy ha thì hôm nay mình thấy là trong nó bị bán ngược à, như thế này à, tăng trần thì bạn thấy là bị bán ngược như thế này ha, là rất cũng hơi lo lắng rồi những cái cổ phiếu VX nè mình thấy là đa phần các cổ phiếu về dòng chứng khoán bị bán ngược ha thì cho nên mình cũng hơi lo đối với cái dòng chứng khoán à, thì cho nên là mình nghĩ là dòng này nó không còn hấp dẫn lắm đối với bình trong về mặt ngắn hạn nữa và chúng ta cùng view qua về dòng xây dựng 2357 à, 2357 đó, thì dòng xây dựng thì mình cũng thấy tương tự như vậy Nhưng mà mình thì thấy được có một cổ phiếu mà mình nghĩ là nó sẽ hấp dẫn cho các bạn trong thời gian tới Đó là cổ phiếu VCG Đó, Mình vẫn thấy được cổ phiếu này Đó, Trong cái dòng này mình nghĩ là cái cổ phiếu này nó vẫn là le lói là à, có những cái vùng hấp dẫn Đó. Hấp dẫn nếu điều chỉnh về đây Đó, Lanh loanh ở cái vùng 18.8 và 19.5 Đó là cái biên mình nghĩ là sẽ cho các anh chị và các bạn mua được rồi những cái cổ phiếu thép, mình nghĩ là thép là một cái dòng nó vẫn đang có những cái sự tích cực và chưa về những cái vùng kháng cự tương đối, thì cho nên là về cái việc mặt ngắn hạn nó hơi hưng phấn, thì, thì có khả năng thì mình nghĩ là nếu mà thị trường điều chỉnh chung thì cái dòng thép nó cũng sẽ có những cái nhịp chỉnh, thì những cái nhịp chỉnh của cái dòng thép thì cũng sẽ là cái điểm mua, à, thì nó sẽ test đâu đó những cái vùng điểm này, bạn thấy không? test đâu cái điểm này, thì cụ thể như cái cổ phiếu hòa phát, thì bạn thấy là cũng sẽ test đỉnh, đúng không? nếu mà test đỉnh trở lại thì mình thấy là những cái vùng 22 cho tới những khu vực 22.5, 22.6 cũng sẽ là trong những khu vực để cho các bạn gom lại cổ phiếu hòa phát. Nếu mà các bạn và các anh chị có sự chốt lời hôm nay mình nghĩ là tới được 24 mình chốt lời nhưng mà mình chưa chốt lời được các bạn. Mình vẫn cầm. <laughs> mình vẫn cầm nha các bạn và anh chị. À, mình đặt 24 mà không không khớp thì thôi mình vẫn cầm, không sao cả. Vì cơ bản thì uh, mình vẫn chịu nhiệt được. Tại vì cơ bản nếu mình như mình nói nếu test lại thì nó cũng không vi phạm gì về cái mặt hỗ trợ đó. À, mặt hỗ trợ cả để mình vẽ đây cho các bạn dễ thấy thôi chứ thật ra thì uh, nhiều khi vẽ thêm nó hơi rối đó về những cái cổ phiếu như hoa sen thì mình thấy là hoa sen um, cũng hơi yếu trong đoạn này không nó không chưa vượt được nói um, chung là nó có một cái dấu hiệu vượt đỉnh rồi gọi là vượt nền này rồi thì nhưng mà nó chưa đó, thì khả năng nó vẫn test lại thì nếu mà test lại thì sẽ là hấp dẫn để các bạn mua nè năm kim cũng vậy ha đó. những cái điểm test lại là mua ok không sao cả um, các bạn nào nhanh nhẹ thì lướt một tí Đó, canh lướt một tí đúng không lướt rồi lại mua lại Đó. thì uh, những cái dòng như thế này mình nghĩ là những cái nhóm chính và cái nhóm bất động sản uh, nhóm bất động sản thì mình nghĩ là như Vinhomes cũng đã chạm vào những cái vùng kháng cự tương đối uh, mình nghĩ là nó chỉ tích lũy một tí thôi rồi nó lại tăng tiếp thì cho nên là mình nghĩ là những cái cổ phiếu về dòng bất động sản các bạn và các anh chị nên quan sát và qua những cổ phiếu DG về DG đoạn này mình nghĩ là nó hơi lưng lửng quá mình cũng hơi rất là mình cũng rất là rất là lăn tăng nên là cũng chưa có những cái điểm mà gọi là tại vì các bạn thấy là những cái hỗ trợ của nó còn rất xa đúng không mình nghĩ không biết như thế nào nếu mà chỉnh thì mình quá đẹp để chúng ta vào đó bây giờ mình sẽ nói ra thì các bạn cười cho mình đúng không đó. À, nó nó trước bước không khỏi mình chỉ sợ là nó chỉnh về các bạn không quan tâm lắm à, chứ mình nghĩ là nó nếu mà chỉnh thì mình nghĩ là sẽ là một cái điểm hấp dẫn cho cổ phiếu DG này mình chỉ chờ nó về đâu đó khoảng 17 thôi thì mình nghĩ là sẽ hấp dẫn thì các bạn nói là bây giờ mà về 17 thì chiết khấu đâu có 30 phần trăm quá là ghê đúng không từ vùng này mà về 17 thì các bạn thấy là đâu đó thì nó chạy đâu đó thì nó khoảng 17 phần trăm thì những cổ phiếu mình nghĩ là tại sao nó như vậy mà tại vì những cái cổ phiếu này nó tăng nóng, nó tăng mạnh thì tất nhiên nó có những cái nhịp chỉnh đó mình nghĩ là chuyện bình thường. Đó, chứ còn nó tích lũy như thế này thì chúng ta phải cần chờ nó vượt lại hay không. Đó, đó là những cái điểm mà chúng ta cần quan tâm. mình nghĩ là đoạn này thì nó đang tích lũy thì chúng ta cần chờ thôi. bây giờ nếu mà tích lũy tốt, đó, nó vượt lại những cái điểm này, đóng cửa trên đó, thì lúc đó mình sẽ có tìm kiếm cái cơ hội mua đối với Dg. còn những bây giờ thì nó không điều chỉnh thì mình nghĩ là chúng ta nên cứ kiên nhẫn chờ thôi những cái điểm này nó đang tích lũy rồi đó, bây giờ nó tạo ra những cái chiến lược khác nhau rồi bạn đó với đất xanh cũng vậy mình nghĩ là bây giờ nó có nhịp chỉnh hay không đó chỉnh của đất xanh về lên 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 cỡ cỡ 13 mình nghĩ là cỡ tầm 10 12 6 13 gì đó thì trong cái biên đó cái biên đó thì mình sẽ nghĩ là mua được nó với đất xanh còn à, bây giờ thì chúng ta cứ kiên nhẫn chờ một tí và những cái cổ phiếu nam long Nam Long thì chúng ta là cần tích lũy thêm rồi Là Bây giờ nó đà tăng này thì chắc là phải chờ thêm coi nó có chỉnh hay không đó, Bây giờ nó mà chỉnh về 29 thì quá đẹp rồi đó. thấy là vượt đỉnh thì những cái đường này nó cũng sẽ nâng lên à, Ok thì chúng ta cần chờ bất động sản thôi Bất động sản thì mình nghĩ là mình cũng đưa vào watchlist rồi Để mình theo dõi và chia sẻ cho mọi người đó, Và những cái nhóm ngành mình nghĩ là sẽ có những cái điểm hấp dẫn như là cái dòng thủy sản thì chúng ta hãy là dòng thủy sản như là IDI thì chúng ta để mình coi mình cũng không nhớ về cái ngành này lắm mình không nhớ về cái chỉ số ngành đây à, 3, 3 3 5 3 5 7 3 3 5 7 3 đó thì các bạn thấy là cái nhóm ngành này nó cũng đang cần điều chỉnh ví dụ như cụ thể các bạn thấy là IDI đó thì bây giờ nó cũng chỉnh nè đó các bạn thấy không mình không biết là chỉnh về đâu, đây nó có hai cái hỗ trợ, mình nghĩ là tầm tầm cỡ cỡ 12. Mình nghĩ là với thị trường như thế này thì những cái cổ phiếu này nó cũng có thể nhúng. Và đây nó có một cái hỗ trợ 11.8 thì đây là hai cái vùng mà mình nghĩ là cho các bạn có chị mua thì tầm tầm ở cỡ 12 cho tới 12.2 là mình nghĩ là sẽ là một cái điểm rất rất là hấp dẫn đối với cổ AI à cho một cái nhịp này. Đó là những cổ phiếu mà mình nghĩ là thôi à, thôi, nếu mà có thậm chí nó có 11.8 này các bạn cũng gom nhích mình đi. Nghĩa là mua được đó, rồi anv đó, mình nghĩ này đây đó là những cái hỗ trợ mình nghĩ anv lanh quanh về 33 cũng sẽ là hấp dẫn này cmx đó bây giờ có một cái nhịp chỉnh về đâu đó khoảng à, uh, benny quá nhỉ <laughs> 8.9 nó nó chỉnh về 8.9 thì đây là những cái điểm mình nghĩ là cũng cũng mua được Vĩnh Hoàng như thế nào đó Vĩnh Hoàng là một cổ phiếu đầu ngành đó đầu ngành của cái nhóm này mình nghĩ là đây đó thì đầu ngành thì mình nghĩ là Vĩnh Hoàng nó đang bị kẹp Bình Hoàng đang bị kẹp cho nên là Mình nghĩ là nó sẽ có những cái sự tích lũy hơi lâu Cho nên là những cái điểm mua mà chỉnh sâu á Thì cũng sẽ là hấp dẫn cho Bình Hoàng Rồi những cái nhóm ngành cảng biển đó, Thì các bạn thấy là đẹp Là cái ngành à, dịch vụ vận tải đúng không? Đó, 2777 đây nè bạn Đó, cái ngành này mình nghĩ là đang tích lũy Thì như là mình nói cho buổi sáng Mình nghĩ là chia sẻ cho mọi người về TCO đó, Thì hôm nay thì nó cũng sẽ trong những cái vùng mua mình nghĩ là trong những cái vùng 7.7 và 7.9 sẽ là cái vùng hỗ trợ cho TCO này các bạn cũng có thể theo dõi và tham gia được hoặc là Zimmer Dep ha Zimmer thì mình nghĩ là đang tích lũy thôi cho nên là các bạn mình thì cũng mua sớm chia sẻ cho mọi người mua mua bên đây nè nó lan quanh cỡ 51 đó, thì nó chỉnh về thì các bạn cũng lo lắng thì trong những cái ngày này nó không tăng thì như mình cũng có nói mình chia sẻ với mọi người á đó đối với cổ phiếu này nó không tăng được là do nó đang tích lũy thì mình nghĩ là cứ bình tĩnh thôi chứ không vấn đề gì cả mà trừ khi nó vi phạm về mặt uh, hỗ trợ chứ còn nó đang tích lũy thì mình nghĩ là không quan tâm lắm đâu đó thì các bạn nào mua thì mình nghĩ là chờ đợi được thì chờ đợi tốt thôi uh, VSC cũng là một trong những cái nhóm ngành này đó thì bây giờ cổ phiếu này nó đã có những tín hiệu tích cực rồi bây giờ nếu có điều chỉnh thì 31 thì cũng là một cái vùng hấp dẫn được rồi à, thanh khoản có rồi nhé các bạn nó chứ thanh khoản bây giờ nó cũng lớn lớn hơn rồi lớn hơn so với bình thường rồi hôm nay thì cũng giao dịch đâu đó khoảng một <laughs> một triệu rưỡi cổ thì nó tương đương với lại đâu đó khoảng à, 50 tỷ các bạn đây năm à, 50 tỷ đó, nó giao dịch tương đương là 50 tỷ một phiên bình năm 50 tỷ một phiên là có thể các bạn và các anh chị giao dịch tiền lớn được rồi đó, trong những giai đoạn này không có thành khoản, đoạn này có thành khoản rồi nha các bạn và anh chị ha. Rồi những cái cổ phiếu như mình thấy là PVT cũng là một cổ phiếu thuộc cái nhóm ngành à, vận tải biển, đó, thuộc ngành vận tải. Như mình nghĩ là đây đó, cũng là một cái điểm chỉnh và những cái điểm tích lũy. Thì đối với mình thì mình thấy là những cái điểm hỗ trợ của nó có thể là tận về 20, cho nên là những cái nhịp nhúng và nhịp rung lắc mình nghĩ là vẫn bình thường, đó, không có gì cả các bạn ha. Đó, thì đó là những cái nhóm ngành vận tải biển và thứ nhất các bạn thấy nè à, thủy sản vận tải biển cũng là một cái nhóm mà mình nghĩ là sẽ là ok trong những cái tới à, hồi nãy mình nói cái gì nữa không ngành điện điện thì như thế nào ha mình cũng chưa có ngành điện đó thì như mình có chia sẻ mọi người về bao nó mỗi ngày nó cắt một miếng thì nó về đây thì quá ok rồi đó đó chỉnh về thì các bạn sẽ thấy là ok điện nữa điện nước nước thì cũng đang tích lũy các bạn mình nghĩ điện nước đang tích lũy như này thì À, khá là ok nè. cái nhóm phòng thủ này nếu mà thị trường điều chỉnh thì các bạn thấy nó lại có thể là khả năng tăng. rồi à, thì như vậy thì mình sẽ view cho bạn một số cái nhóm ngành như vậy. Đó. thì mình nghĩ là các bạn và các anh chị nào quan tâm thì có thể là theo dõi được. Đó. thì nói chung là mình trong chia sẻ cho các bạn và các anh chị những nhóm ngành như thế này thì nó cũng có khá là nhiều cổ phiếu. Đó. chủ yếu là bây giờ chúng ta sẽ chọn gì để tham gia vào giao dịch thôi. Rồi. thứ nhất các bạn thấy là những cái nhóm mình nghĩ là đầu tiên vẫn còn có khả năng tăng đó là nhóm ngân hàng nhóm thép Rồi. và những cái nhóm đang có những cái sự tích lũy tốt như là cổ phiếu những cái dòng thủy sản và cảng biển và vận tải đó thì đó là những cái nhóm ngành mình nghĩ là sẽ là ok trong thời gian tới à, và có thể là một cái số cổ phiếu về bất động sản khu công nghiệp nếu có có điều chỉnh nha các bạn mình cũng quên, phiêu qua các bạn nhưng mà à, chắc mình nghĩ là để một clip khác thì trong những cái... Uh, dịp như thế này mình nghĩ là sẽ review cho thị trường tí thôi và xin hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều bạn thấy hay thì cho mình một cái like một cái xe cũng như là các bạn đang mới xem thì có thể đăng ký kênh giúp mình ha kênh là kênh mới đó cũng mong là sớm đạt được 1.000 uh, uh, 1.000 sub đó 1 ngàn sub đầu tiên đó cũng mong là các anh chị của bạn ủng hộ ha hiện tại là 200 mấy rồi rồi bye bye và hẹn gặp lại mọi người Đó. Và cuối tuần thì mình luôn luôn là trực để chia sẻ cho mọi người Và cũng như là mở tài khoản tại S2 Ở bạn nào mở S2 thì cứ liên hệ với mình ha Số điện thoại ở bên 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 đây Đó. Và ở trên là cái ID của mình Cũng như là các bạn có thể quét QR code Đó. Hai cái QR code Một cái là có thể mở cà phê Một cái là mở cái ID trực tiếp Đó. Còn các bạn nào có đường link Đó. không Đang xem điện thoại không không có gì hết. Có link ở dưới à, Dưới à, đều có rồi, cảm ơn mọi người và đặc biệt các bạn nào có VPS, OK liên hệ mình mình sẽ chia sẻ cái đi cho bạn uh, chuyển họ mình một cái ID chuyển của Z nữa, không? OK. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều, và bye hẹn bye. gặp lại mọi người.